Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Sau đây thì mình sẽ làm clip về khẩu MP5 Silent. Thì cũng lâu rồi chứ chưa ra clip mới cho anh em xem. Tại vì kênh mình nè, máy mình nè, quay lang vãi nồi, không làm được, quay cứ lang liên tục, sồi máu quá nên nghỉ một thời gian cho máy tìm cách quay ổn định hơn. Bot này bị ngão, cái gì đi mọi người. Thích cận chiến này. Ôi, chạy lên cận bầy luôn, kinh quá. Thấy chưa, thần niên vẫn thoát được đâu, cũng chết chứ. Chạy đâu mà cho thoát được. Bot này dai kinh khủng ấy, chạy thôi. Cho ăn điện chết đi. Thì rồi, thần niên Cút ra đến thế. Cút ra. Thốn này. Cút ra. Ngu người. Mình ngu người thì có đấy. Chết rồi, ôi fucking. Bọn này đồng vãi. Lại hết mít nữa rồi. Mít thoái. Tình nhân hơi bị xuống đấy. Chung nhóc. Dòng đâu. Dòng đâu rồi. Có con bot thế này. Chết rồi. Người quá đông. Quá đông, quá nguy hiểm. Chết chưa. Một người. Được rồi. Được mặt cái đầu. Chém chết nó đi. Chém đi. Chết chưa. Chết rồi. Nhưng không phải do chém. Ngu người. Lại đây chịt nào. Chạy đâu thì nhìn ngáo. Chạy đâu thì hot. Ăn cận chiến này. Ngu rồi. Chạy đâu, tiếp theo hả? Ngu người. Đồng vãi đi. Bọn này đồng kinh ấy. Xem tìm bắp cua của ông trẻ đây. Người. Ngu người nhận mít. Ôi, hello rồi, phê vãi. Ngu người này. Ngu người này. Đồng vãi lên. Chết rồi, chết nghĩa rồi. Ngu người này. Mình liêu mạng. Để thần niên này. Làm gì đây? Đây, gì gớm đi. Zombie đâu rồi? Lấy sự em nói. Cút ra. Cút ra. Cút ra. Giết nó đi.
Giết đi, oh fucking. Nên là nằm xuống. Tiếp tục nào. Tiếp tục. Fucking. Nhảy thằng nít. Thì bot kia nó đâu rồi, đâu rồi, giờ ông đâu ít chế thì rồi ngu rồi. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, lại xuống đây, ngu rồi. Vâng, thấy thanh niên ăn cận chiến khiếp quá. Ông này toàn pro toàn vip không, bóp vỡ mồm này đi ngu người, ngu người thanh niên trận chiến này, ngu người thật. Bot này, bot này, oi, đến cận chiến. Bọn này khiếp quá, quá nguy hiểm. Đến đây làm gì, AFK hả? Xem đồ, đồ quay này. Ngu người quay này, ngu người này, ngu người này. Vâng, ăn con giòm thật dễ dàng. Ngu người. Đến đây làm gì? Đến đây làm gì à cu? Làm gì? À cho em nó. Ở đi. Mày nhanh nhỉ? Nhìn kinh khủng, nhìn kinh khủng. Ôi đâu ra nhiều vậy, nhiều vậy, nhiều vậy, chị chưa lên bảng. Tiếp tục ván cuối cùng, ván cuối cùng. Wow, anh ta bắt cua quá kinh khủng. Điệt, thanh niên chơi bùm mù mịt hết cái màn hình. Bot này, bot này làm gì? Lừa anh nhé. Gì làm gì nhau anh, thấm dù trên này rồi không sợ, không sợ bố mình nào. Yên ngáo ngáo này, ngu người thần niềm ngáo, chắc là bị lang ngu người. Hàng đâu hết rồi, đi đâu hết rồi,
Ui, đi đâu ra rồi? Tiếp. Bóp. Mình sẽ cân cân tích nhé, em cân tích nhé. Thì chưa cút cút ra đây thì em mày mày cút cút ra, cút cút ra, cút cút ra, cút 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 ra. Chưa chết nè, chưa chết nè, mày kinh khủng, dài kinh khủng. Đâu ngu người chưa? Đâu à, mình xin tạm biệt tất cả các bạn.